xin kính chào quý vị khán thính giả của đài ABTV 21.12 và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Luật pháp hàng ngày ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thì trước đây thì Khanh có mời luật sư Linda Kacha lên để mà nói chuyện về vấn đề luật gia đình, thì ngày hôm nay một lần nữa thì Khanh cũng đang mời Linda lên để mà nói về những cái còn sót lại của vấn đề luật gia đình khi mà mình ra tòa với cái sợ. Vậy thưa Linda, Khanh mời Linda chào với quý vị khán thính giả ở nhà. Linda xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài Apple TV và chào luật sư Khanh. Kính thưa quý vị, thì trước đây á, là lúc mà Khanh và Linda có nói thì tụi Khanh có nói về cái vấn đề là làm sao để giải quyết cái vụ ly dị. Nếu mà mình bắt đầu của cuộc ly dị giống như là hai bên thỏa thuận, rồi xong thỏa thuận xong mình kết thúc, và hoặc là ví dụ đang lúc đầu thì cả hai bên đều có những cái khúc mắc mà không có thỏa thuận được và muốn giải quyết thì như thế nào. Và gần cuối chương trình thì Khanh có nói là ví dụ tôi đã làm xong cái cuộc ly dị này rồi, và bây giờ tôi muốn mở cái hồ sơ lại, tôi muốn chỉnh sửa vấn đề gì đó, thì xin Linda nói lại bây giờ nhé. Khanh, ví dụ Khanh đi, Khanh và người vợ cũ đã ly dị xong hết rồi, và Khanh đã cũng có giấy quan tòa đồng ý cái cuộc ly dị này về vấn đề quyền sở hữu đất đai, về quyền nuôi con cái, tiền trợ cấp như thế nào. Vậy bây giờ nếu mà Khanh muốn mở lại có mở được không, và nếu mà mở thì sẽ bao lâu để mở? Mở lại được, mở lại về cái phần con cái, thường là người ta sẽ mở lại phần con cái, ít rất rất hiếm khi nào mà có người mở lại về phần tài sản, bởi vì một khi mà tài sản đã chia rồi, nó giải quyết xong rồi. Khi mà về con cái đó thì khi mà đứa bé đã 3 tuổi nó có những cái khác với lại đứa bé 10 tuổi, 13 tuổi thì những nhu cầu khác nhau, những nhu cầu khác nhau thì thường tòa sẽ nói là trong ít nhất cũng phải 1 năm, hoặc là thường là khoảng 2-3 năm thì người ta mới có thể yêu cầu những cái thay đổi. Và nếu mà muốn thay đổi trong vòng, yêu cầu cái modification, nó gọi là modification trong vòng 1 năm đó, thì mình phải chứng minh được với quan tòa là there's material change of circumstance, tức là đã có một cái sự thay đổi rất là nghiêm trọng ảnh hưởng tới đứa bé, những cái đứa con hay đứa bé này, thì mình mới thuyết phục được tòa là mình cái sự thay đổi này, và mình muốn qua mình quay ngược lại tòa để mà tòa giải quyết, bởi vì cái này cái sự thay đổi và cần cái sự tòa giải quyết để mà cho best interest, tức là cho cái lợi ích của đứa cái bé, cái lợi ích tốt nhất của đứa bé trong cái tình trạng này. Nhưng mà trước khi mình đi sâu xa vào cái đó hơn nữa thì Khanh hỏi với rồi, ví dụ trong cái lúc mà chia tài sản á, tài sản đã chia xong rồi, hồi nãy Linda có nói rằng là ví dụ mà mình muốn mở lại về vấn đề chia tài sản thì hơi khó, nhưng mà có cách nào ví dụ mình nói rằng tôi bị lừa hay là như thế nào đó, họ làm không đúng, mình có thể mở lại để chỉnh sửa lại hay không? Có thể được, nếu như mà tùy trong cái divorce decree, tùy theo mỗi tình huống đúng không? Đúng vậy. Và cái khi mà quý vị có một cái người luật sư mà họ viết giỏi trong cái divorce decree thì sẽ có những cái ngôn từ ở trong đó để mà bảo vệ quyền lợi. Chẳng hạn như có rất nhiều người họ nói là người vợ, thường là người vợ đi, không biết là chồng ở bên ngoài có những cái tài sản nào, hoặc là ông giấu, ông không có nói cho tôi biết, hoặc là như thế nào đó, thì có thể có một cái khi một cái người viết trên cái decree đó, hoặc thì nói là tất cả những cái tài sản mà không có được chia ở đây sẽ được chia theo như luật của Texas, thì lúc đó có nghĩa vẫn nữa có nghĩa là những cái gì mà không có được liệt kê, hoặc những gì đang giấu mà sau này tôi có quyền tôi biết tới, hoặc là tôi tìm hiểu được tới, thì sẽ chia nửa giống như trước đúng không? Hoặc có những cái nó gọi là death sentence cho những cái divorce decree, tức là mình nói là ông kia ổng giấu, tôi biết là ổng có nhưng mà ổng không có khai ra, ổng đang giấu, thì trong cái đơn ly dị mình có thể, những người luật sư giỏi họ sẽ để vào một cái đó là và nhưng phải được cái sự đồng ý của bên kia. Nếu mà anh không có gì giấu, anh không có gì giấu thì anh sẽ đồng ý với cái điều kiện này, đó là bất cứ những cái tài sản nào mà tìm được, nếu mà sau này người ta tìm được đó thì cái người kia sẽ được hưởng 100%. Chẳng hạn như anh giấu căn nhà đó thì cái câu này có từ ngữ là dọa, tại vì mình thông thường á, mình có thể nhờ người khác đứng tên. Ví dụ mình có nhà, mình nhờ người khác đứng tên, hoặc là mình chuyển cho ai đó. Thông thường hai vợ chồng tôi muốn chuyển cho con hết à. Bây giờ hai vợ chồng trước khi ly dị nhá, chuyển cho đứa con đi, không cần gì nữa. Nhưng thực tế và ví dụ chuyển cho đứa con, sau này người mẹ hoặc người bố nói con chuyển lại cho ba, và bố hoặc mẹ nó cũng đâu có khác gì nhau đâu. Thì đó, thì với mấy cái death sentence đó, đúng mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà nó có đúng không? Đúng, có là và có nhiều người họ đã có thể quay ngược lại để mà chứng minh được, tại vì có những người họ nghĩ là họ có thể giấu được suốt đời nhưng mà không giấu được lâu. Không giấu được lâu. Đúng rồi. Một thời gian nó sẽ lòi ra. Cái đó. Gì mà mình giấu từ từ nó sẽ trồi lên lại, tại vì không có gì nó có thể được giấu vĩnh viễn cả. Yeah.
À, vì ok rồi, xong mình nói về vấn đề về nếu mình mở về tài sản rồi, bây giờ mình quay về vấn đề mở con cái. Thì Linda có nói là thông thường mình đợi cỡ 1-2 năm sau khi mình kết thúc vụ ly dị xong mình mới khai mở lại. Nhưng nếu mà mình làm trong vòng 1 năm đầu thì mình phải chứng minh rằng là có một cái sự thay đổi rất là nghiêm trọng với con cái. Nhưng mà nếu mà ví dụ nó vẫn trong vòng 1 năm, ví dụ ngày hôm nay Khanh kết thúc vụ ly dị nhé, 2-3 tháng sau Khanh muốn mở lại, có được không? Như Linda nói là phải có một cái sự thay đổi nghiêm trọng. Nghiêm trọng luôn, super nghiêm trọng luôn, đúng không? Thì vẫn thay đổi được. Chính thường là tòa chỉ nghe những cái hồ sơ đó khi bởi cái trường hợp đó làm ảnh nguy hiểm tới cái đứa bé. Chẳng hạn như vậy, Việt Nam mình thì ít, nhưng mà có những cái trường hợp là người mẹ được quyền nuôi con, sau đó người mẹ bỏ đứa con đó hoặc là đi cặp với một người nào khác, đó đúng không? Nguy hiểm, làm nghiêm hiểm đến đứa bé đó, thì người cha có thể, tuy rằng chỉ mới trong vòng 1 năm, nhưng mà người cha đó có thể quay lại tòa nói là ồ, cô này petition to modify, đúng rồi, modify có thể ảnh hưởng đến mà lấy lại cái quyền nuôi con. Thì giống như quý vị, nếu mà trong 2-3 năm qua quý vị có theo dõi thì quý vị sẽ nhớ với một cái câu chuyện cách đây cỡ 1 năm, ngay ở khu Southwest đây, khu Southwest Houston nhà mình, có một cặp bạn trai bạn gái với nhau. Cái cô bạn gái thì có nuôi mấy đứa con, mà người bạn trai này thì đánh chết một đứa con gần trước ngày Thanksgiving, nhưng mà lại giấu cái xác và bắt những đứa con còn lại phải sống trong cái căn hộ đó tới coi như là đứa lớn nó chịu không nổi nữa, coi như là cỡ gần mười mấy tháng sau, gần 10 tháng sau nó chịu không nổi nữa, nó bắt đầu nó mới nói không được, nó ra ngoài. Tới lúc đó cảnh sát mới vô mới biết rằng là cái người bạn trai đã đánh chết đứa con và coi như để cái xác đó trong đó, mà để cho mấy đứa con còn lại ở trong khu vực đó luôn. Thì thông thường trong những cái trường hợp này thì mình không muốn xảy ra, nhưng mà nếu mà cái một khi mình ly dị xong, cái người vợ hoặc người chồng của mình họ đang có một người bồ mới, hoặc cái người bồ mới đó họ đang là một những cái người mà lạm dụng thuốc men, thuốc ma túy, hoặc là có những cái hành vi không tốt với con cái của mình có thể mở cái hồ sơ lại liền, mình không cần phải đợi 1 năm hay như thế nào, và mình đưa bằng chứng ra là cái sự nguy cơ của con cái của tôi nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nếu mà tôi để nó ở nhà đó nó sẽ có vấn đề. Rồi, còn nếu phần lớn của những người trong cộng đồng của mình sẽ hỏi, nhưng mà bây giờ cái thu nhập của tôi đang thấp xuống. Nó có hai xu hướng nha, một là thu nhập mình thấp, hai thu nhập mình đang tăng lên. Thì bây giờ trước hết mình nói thu nhập thấp đi. Thu nhập của tôi đang thấp xuống, tôi muốn chỉnh cái tiền trợ cấp thì tôi mở được liền không? Được và không được. Tại vì khi mà quý vị muốn chỉnh cái thường đúng chuyện chủ yếu người ta thường hay chỉnh là chỉnh cái thời cái tiền trợ cấp, thì quý vị phải chứng minh được là ồ, cái tiền lương của tôi đã xuống, thứ nhất là sẽ xuống khoảng 20% từ cái mức lương trước đó, hoặc là cái sự thay đổi có thể là như từ một giảm xuống, chẳng hạn như là quý vị trước đó là phải trả 1.200, mà sau khi mà quý vị thay đổi lương và cái mức lương của quý vị phải child support chỉ còn 800 thôi. Yes. Còn ví dụ bây giờ mình cố ý mình không đi làm, mình nghỉ thì như thế nào? Ok, thì khi mà nếu như mà tùy, nếu như mà là nếu mà Linda đại diện cho cái người vợ mà đòi hỏi cái tiền child support, thì Linda sẽ đòi hỏi là cái pay stub trong vòng 6 tháng và tiền income tax trong vòng 2 năm, ít nhất là 2 năm, và chứng minh được. Chẳng hạn như là khó nói lắm, nếu một anh có bằng nursing, mình nói là bây giờ tôi không kiếm được việc làm, it doesn't make sense, nó không có lý cho quan tòa, tại vì chúng ta sẽ rõ ràng là tại vì anh không muốn đi làm, chứ không phải là anh không có việc làm, và tòa sẽ không có chịu thay đổi cái tiền trợ cấp đó. Còn nếu mà ví dụ mình có thể chứng minh được rằng là mình đang bị vấn đề gì đó, hoặc là có cái lý do nào đó mà mình không có thể đi làm được, thì nó có ảnh hưởng không? Thì yes, nếu như mình chứng minh được là tôi có muốn đi làm nhưng mà tôi bị bệnh, tôi không có đi làm được, hoặc là cái công việc của tôi bây giờ tôi lúc trước đúng tôi đang làm kỹ sư 100.000, nhưng mà cái đam mê của tôi là nấu ăn, đúng nên rồi, tôi muốn chỉ làm chef để mà tôi nấu ăn vì cái đam mê, thì tòa thì về chef của tôi thì làm một năm chỉ được 60.000 thôi. Thì mình chứng minh được với tòa thì cái đó cũng không phải anh vẫn trả phải cho child support, chứ là anh không thể nào make 100.000 nữa thôi, thì tòa vẫn có thể chấp nhận cái nguyên nhân đó. Còn ví dụ nha, bây giờ mình không đi làm nữa thì có một cái mức lương cố định mà quan tòa bắt buộc phải trả không, hay là mức tiền cố định mà quan tòa phải trả, nếu mà có thì cái mức cố định nó là như thế nào? Yes, thường là nếu như mà quý vị không có đi làm thì người ta vẫn phải trả child support theo minimum wage, chứ là chẳng hạn như là quý vị tôi không muốn, một ngày nào đó tôi lười, tôi không muốn đi làm, nói thẳng là tôi không muốn đi làm thì để cậu ấy sao làm sao mà kia thì đòi child support được, thì quan tòa nói là
anh không muốn đi làm thì anh vẫn có thể phải trả được cái tiền minimum wage, tức là một người, nếu mà một người đi làm full time một là 40 tiếng, cái mức lương tối thiểu tối thiểu 7 đồng 25 một giờ thì sẽ được, sẽ cái child support là hình như khoảng 200 mấy một tháng. Thì quan tòa họ không cần biết là anh có đi làm hay anh không đi làm, mỗi tháng cái trách nhiệm anh vẫn là trả 200 mấy đó, có nghĩa là nuôi con. Thấp nhất có thể mình vẫn phải trả cỡ 200-250 một tháng cho con, tùy theo mình có bao nhiêu người con. Và với đó thì Khanh xin tạm dừng chương trình một chút để mà cho quảng cáo thương mại và gặp lại quý vị.